hồng chung ân ngày tâm ngày bòn duyên phước pháp thi giống lành khang phiến dung. Cơ tiên lý ngọc hoàng định luật điển quyền di vô cực chuyển xây sắc ban kim mẫu tỏ bài lĩnh truyền nam nữ gái trai hãng tường. Diêu cung điện là nguồn gốc cõi trì lục kinh thoát khỏi sông mê. Kim ngôn tình mẹ châu phê mẫu chờ con dài tái tê lòng. Ban ấn lệnh kỳ ba chuyến chót truyền tâm kinh cứu vớt tử linh khai đường thiên lộ luật hình thông tri lý đạo rõ tình thâm ân linh chân xưa tiền cắn mẫu tạo gốc căn chiếu rọi diệu quyền cội nguồn ân nghi đức mẹ hiền rải ban căn tánh đạo hoàn toàn thanh kiết xưa cung gì chẳng hòn sáu trọng vị ngôi căn tiền bích ngọc là nơi cổ tròn khá tỉnh ngộ đại hùng minh mần trì phụng hành bổn phận cho tròn tiếp lời mẫu dạy sắc son lệnh trời từng y mạng bảo toàn nguyên nhân thức tâm nội mê trần mộng ngào tình trí lo tầm đạo vô vi tu tăng dưỡng tánh kiên trì hành cơ thuyên lực mẫu thì ban ơn đắc bổ pháp tiền căn linh tánh thành thật tu mới rảnh nghiệp duyên đạo chơn chẳng muốn bạc tiền quả lành gặt hái quy nguyên phản hồi. Giờ kim khuyết hỏi trời tam giáo hỏi tam thanh điểm đạo linh căn lòng trì bố ngọc tứ ân qua sen mua nở mừng căn thiện lành kỳ tiếng lửa thực hành mới quy ba lần khai mở lý
con ơi nghe mẹ chỉ truyền, sáng lo tu niệm khỏi phiền về sau. Lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ đường công danh hiệp đó rồi tan, còn chi mà dội mơ màng cỡ trời bao ân hành tàn kiếp hung. Con của mẹ thủy chung đạo lý thì sao này cao quý chi bằng ngọc ngà châu báu, thượng thân cũng không so sánh cho bằng đạo tâm. Cơ bá đạo dễ lầm tà mỹ, nếu không trì đạo lý chánh truyền cao dòi tánh y mạng căn nguyên dòi nghe chẳng sẽ đạo hiền lầm khó đạt đạo trở về với mẫu. Màn vô minh hữu lậu phủ đầy, muôn màu sắc tướng nhiễm say, dựng hình tiên Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường phép tài áo thực bàn môn thần thông biên qua mê hồn đắm say. Nó cũng giỏi biện tài đạo lý, nhân sự hành ý chí khác xa. Con cần thấu triệt chánh tà trong thân ngũ tạng nghiệp ma lâu đời. Muốn tu tịnh chịu nhồi chịu khảo, tư tưởng lành giữ đạo nhất tâm. Ở thông thấu triệt khỏi lầm trong thân bộ pháp kiếm tầm đâu xa. Lè sắc tướng thân ta đừng nhiễm, dù mỗi điều thúc liệt muốn tạm dùng chẳng nghĩ sắc trần tùy duyên quá độ nuôi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đạt thành trước nhất, làm việc gì mẫu mực xét phân. Chớ nên tin tưởng làm càng đỏ thân uổng kiếp nghiệp quán linh hồn. Tình mẫu tử thương con
sao. Sở phân lực định thiên tàu, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu. Chớ để cho mây mù nghiệp chướng làm mê hồn mang vướng cả dây. Lực hình thướng y phạt chẳng sai, đau lòng tình mẹ gái trai hàng cường. Con nào biết lo đường đạo đức, mẹ vui mừng túc trực bên con. Siêng năng lập đức bảo tồn, cú nguy nhân loại mê hồn trầm lưng. Biết phận sự con thần than thở, đạo muôn đời nhắc nhở danh tâm. Nhục vinh chẳng nghĩ mất, còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp gian nan khổ cực, hay đắng cay nghiệp lực gào nhòi. Một lời thệ nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời rõ thông. Chớ chán nản thay lòng đổi dạ, muốn đắc thành đạo quả phải hành. Trứng chuyên thử thách phù xanh, là đường tiên quá lực hành người tu. Chớ ỷ thế giận thù quan ghét, chí đại hùng học phép tà mi. Đức ân dạng sự khó bày, dầu cho lao khổ khá gì bản thân. Thương nhớ mẹ phải cần lo đạo, mới xứng danh con thảo rồng tiên. Đáp đền thất tổ cũ quyền, sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dù khánh y tướng giàu sang khó sanh, Phật thánh tiên dùng tánh thảo hiền. Nghiệp đời dù có quan kiên, thành lòng tu niệm mẹ hiền giải quan. Cơ mái tạo sải sàn thật gấp, chớ chần chờ để lấp ba tánh linh. Trần đồ bát quái lược thành, ngũ hành dần chuyển nhân sinh điều tàn.
lòng mẹ đã rải ban chỉ dạy. Nếu con nào còn cãi luật trời, chẳng lo tu niệm chiều mới, thì đừng trách mẹ dạy thời chẳng hương. Màng má quỳ còn đáng trà trọn, Phật thánh tiên lãnh lọn hồng trần. Để tùy duyên kiếp độ căn, dễ gì gặp đạo chánh chân mạng này. Lực kinh Phật tỏ bài sao trước, đời lộn kiếp mực thước khó dò tử sanh. Thập loại nhỏ to đầu thai quả bao khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức, mang lớp người ngủ trượt tâm ma. Hay làm những sự gian tà đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Cứ chỉ biết bạc tiền danh lợi, rồi tung hoành gây tội chẳng cần. Giết người cướp của muôn dân, bảo tàng độc ác khó phân nguyên phàm. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xá, cũng là kề trả quả nghiệp căn. Chuyện xây định luật phong thần, khảo nhồi tưởng phạt kiếp ba căn đời còn. Sự chọn lựa hiếu trung kỳ chót, con khá lo bọn ngã mốt đức ân chớ ham mê. Sự hồng trần buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đỏ đài, rồi gặp cảnh quả tai khó cứu, cần định tâm ấp ủ điển quang, nghiệm suy thấu triệt trần hoàng, trong cơ sàn sải lớp màn đau thương. Các con ngày cho tường căn kẻ, nếu không đau lòng mẹ tạo phần hòn, dưỡng nuôi ấp ủ bảo tồn linh quang. Từ con xuống trần gian lập hạnh, bị ngủ ma dụ tấm mê trần, đâu còn nhớ kiếp tiền căn của trên mẹ tạo thượng tầng hư vô. Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quá, chịu lưng hồi dài cả không ngần. Con ơi, lòng mẹ bâng khuâng, nhớ con trong đợi tìm phương cứu nạn. Sợ đến ngày giáng màn đại hội,
rồi các con chịu tội bủ tòa. Công đồng tam giáo chẳng ta lực hình sửa trị khó mà an tâm. Bị sa đỏ trầm luân địa ngục bại ức niên mới được đầu tay. Lâm trần nghiệp quả trả dai cùng như mạc kiếp đời nay tận cùng. Vì chỗ đó nên lòng tình mẹ chẳng nỡ để con trẻ lạc lầm chuyển cơ pháp điển quyền thân. Chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xưa màn tam giáo lọc lừa đạo quả. Trên tâm thiên lục bá xuống trần, bàn môn tả đạo dụ canh. Hại con của mẹ mê trần còn đâu. Nhất đến đây mẹ sầu linh tử, mãi theo đời quên sự thâm ân. Linh quang gốc tội tiền căn, ngôi xưa phê bỏ nghiệp trần đeo mang. Sự giai trả trần gian trong giờ, tình thâm ân con nở phụ. Chiếu theo lực đạo công đồng thì con bất hiếu khó mong bảo tồn. Quên mất tánh chân hồn giá trị, cứ mê lầm ma quỷ lợi danh. Sanh già bệnh tử hiểu rành, mà sao con mãi đua tranh theo đời. Bỏ đạo quên lời mẹ dạy, còn dọc ngang tranh cãi bất tình. Nghe theo tà mỹ phạm tình, xuôi con tiêu hoại hồn linh ngục tù. Để vào canh năm u đen tôi biết bao giờ thoát khỏi sông mê. Sanh y tâm mua mùi nặng nề, biết đâu qua tranh pháp trở về thiên. Anh xa tận cùng màn chót, muốn nói chi ngôn ngữ chẳng kiên. Sau này đừng có trách phiền thần quan tả hữu y liền chẳng sai. Tâu Thượng Đế các ngài tam giáo, chiếu luật hình sử đạo kỳ này. Lâm qua đại hội rồng mây, đạo nào chánh pháp Như Lai chân truyền. Con
của mẹ ráng thiền nhẫn nhọc rèn đức ân phổ qua phục bệ rồng tu là tu tâm tu lòng chớ đừng tu tướng mà hồng ích chi cơ đại hội kỳ thi đã tới lập đức ân thân mới dừng còn một lòng gì sắc son ráng lo hành đạo bảo toàn kiếp căn đừng xa ngã bụi trần con nhé để mà dương lũ quỷ dắt hồn xa vào trần địa bàn môn háo danh trột lợi chẳng còn mãn thân mẹ thương con gì căn mẹ tạo nên khai truyền lý đạo chân minh đó là để làm mối đạo chân linh mật màu dầu ba đạo tâm thời duy nhất các con cần rõ lực hành trì mặt đời thế sự thị phi tu hành chẳng nể những gì khó khăn mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ mãi chứa lòng hung dữ ngang tàn quên căn mẫu tạo tiên ban xuống trần dục lợi nghiệp quan chất trọng nở phụ bạc quên lòng từ mẫu từ ngàn xưa mẹ tạo chân linh nắng con nên dắt nên hình linh quang bát bộ trong mình dạng nắng đổ phép và báo phi đằng quyền diệu để cho con tự liệu xuống trần lập công bồi đức tiền căn giúp đời hậu thế lập thân đạo hiền đi ngang qua đồng tiền giáo chủ tây bá hầu chẳng hỏi giấy chào ý mình con mẹ thiên cao chê ngài dạy thú chẳng vào lễ nghi tội vô lễ ngài thì quán giận rồi sau này khỏi phải trách hờn cuộc đời lắm nỗi thoăn thoắt không nghe lời mẹ linh hồn đỏ xa cơ thưởng phạt kỳ ba đã rõ lực thiên điều chẳng có gì phân dù con lành xứ mạng trời mà làm sai lực cũng thời trị răng
hoặc các bậc tăng ni học đạo, hãy quay quyền gây tạo tội trần cũng đều bị luật trị răng tỳ theo nghiệp ba tội sự phân công bình. Lực tiếng quá vô hình đào thải a chớ mê đời ngu dại hưng hờ. Bây giờ chưa thấy làm ngơ chừng khi quả khơi có thời cố nguy đời ngu biết chi thời giận mới khôn gần như để chết chưa chôn chờ già. Mẹ thố hết bao lời châu ngọc, các con cần tu học nghiệm suy, dù bao cay đắng xá chi, sợ lòng chẳng trọn những gì ẩn sâu. Thất sơn bảo ngọc lậu vàng là cơ lập hỏi minh hoàng sứ phân. Đến ngày đó linh căn tề tụ nghe phán truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu văn sĩ nước ngoài cũng đều chầu phục trước ngay bệ rồng. Có tam giáo công đọc phân sự công quả tròn được giữ kim giai. Bằng gây tội lỗi đỏ đại vào nơi ngục thất khổ thai sát hồn. Con người sự mất còn thành bại cũng do lòng khôn dại mà ra. Căn tiên đừng để làm ma, uổng công mẹ tạo sanh ra chân thần. Mai âm dương soi dần chuyển qua, lửa lọc căn nghiệp ba quả trưng chiên. Ai thương bằng mẹ diêu trầy, lo con mọi sự kể gì khổ lao. Từ tạo hóa thiên cao trời đất, na xăm muôn loài vạn vật hữu tình. Cơ mai Phật mẫu truyền kinh, cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân. Trao bát bộ kinh luân tam bảo hoa túi vàng nắng chân đạo linh hồn. Cho con giữ lấy bảo tồn từ đời thượng cổ vuông tròn đức ân. Nay đến lượt xây dần mạt pháp đời hạ quân tạo nghiệp dây đầy.
là kỳ tiên quá đổi tay lập đời thanh đức thượng lai thanh bình nên lắm cuộc chiến chinh khói lửa để sải sàng gội rửa tẩy trần tam kỳ mở hội lâm dân chọn con trung hiếu nghĩa nhân phục hồi sự bao ứng cơ trời đã lâu các con cần giác ngộ rõ thông để khi lập hội công đồng tội tình gây tạo khó mong sống còn dầu sông thác cho tròn nhân nghĩa chớ đem lòng mãi nghĩa phụ dâm tình thương kim mẫu đại đồng quá thân vạn ức trần hồng linh căn chuyển khắp cả hồng trần thế giới ngày định kỳ sắp tới con ơi ráng tu cho kịp ngày giờ rèn lòng xưa